Chào các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu bồn cầu một hố đến từ thương hiệu bồn cầu nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Cotto. Thì bồn cầu hôm nay Vân suy giới thiệu là mẫu bồn cầu một khối sử dụng hai nút nhấn tiết kiệm nước. Hơn nữa thì chân bàn cầu các bạn có thể thấy rất là trơn láo mà không hề có một ngóc ngách nào, giúp cho việc vệ sinh rất dễ dàng hơn. Bồn cầu này thì sử dụng nắp êm, hạn chế tiếng ồn, cùng với hệ thống sẽ xoáy. Đây, lòng bồn cầu khá là sâu cho nên khi sử dụng sẽ hạn chế được việc nước văng ra bên ngoài. Thì bồn cầu này có mã số là C110507. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.